Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, việc đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con đồng bào dân tộc miền núi được các địa phương đặc biệt chú trọng. Trong đó, công tác xúc tiến thương mại có vai trò quan trọng, tạo đòn bẩy, mở rộng đầu ra cho sản phẩm hàng hóa của các địa phương, đặc biệt là bà con vùng dân tộc, nhất là trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Là tỉnh miền núi biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Những năm qua, Lai Châu luôn xác định việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc giúp đồng bào phát triển kinh tế, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo. Với 20 dân tộc sinh sống, trong đó có 4 dân tộc rất ít người là Cống, Mảng, La Hủ và Si La. Trình độ nhận thức phong tục tập quán đa dạng, tuy là thuận lợi nhưng cũng là thách thức với chính quyền các cấp trong việc phát huy giá trị bản sắc văn hóa giữa các dân tộc địa bàn để cùng phát triển. Trong giai đoạn 2021-2025 thì tỉnh xác định phát triển 7 chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với việc kết nối các sản phẩm nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số thì Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng 16 chương trình để triển khai thực hiện để kết nối tất cả các sản phẩm nông sản của bà con vào hệ thống siêu thị và các trung tâm thương mại tại tỉnh cũng như một số địa phương. Nghị quyết số 07/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu về chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 đã có thêm nội dung hỗ trợ nuôi ong. Đây là điều kiện để các huyện, thành phố khuyến khích thành lập, thu hút các hợp tác xã đầu tư, liên kết nuôi, thu mua sản phẩm mật ong, đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng thành công chương trình mỗi xã một sản phẩm. Có thể nói đây chỉ là một trong nhiều chính sách hiệu quả của Lai Châu nhằm hỗ trợ cho bà con dân tộc tìm đầu ra cho sản phẩm, nông nghiệp, giúp xóa đói giảm nghèo bền vững. Chúng tôi nhận thấy là đây là một thế mạnh, bởi vì chất lượng sản phẩm cao như vậy mà lại là một lĩnh vực mà bà con nông dân ở đó người ta có thể phát triển tốt, mà xây dựng được sản phẩm ô cốp của Homit thì sẽ tạo điều kiện để cho người bà con nhân dân ở đó người ta có cơ hội sản xuất để mà nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình để phát triển kinh tế của địa phương. Với những bước tiến vượt bậc, từ một địa phương không có tên trên bản đồ cây ăn quả, nay Sơn La trở thành vựa quả lớn nhất miền Bắc và đứng thứ hai cả nước. Sản phẩm được xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính trên thế giới và giá trị đem lại mỗi năm từ 150 đến 170 triệu đô la Mỹ. Hàng ngàn nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số trở thành triệu phú, tỷ phú. Song hành với việc đẩy mạnh phát triển tỉnh thành vựa trái cây của miền Bắc là công tác thúc đẩy khâu tiêu thụ nông sản thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại như tham gia hội chợ, tổ chức các buổi giao thương, đưa hàng vào kênh phân phối hiện đại hay bán hàng trực tuyến. Mong muốn của bà con cũng như của hợp tác xã là muốn là cái khâu tiêu thụ sản phẩm này, muốn sản phẩm xoài này càng ngày càng phát triển để mình tiêu thụ được nhiều và nhiều người biết đến, muốn ở trong nước rồi muốn đi cả nước ngoài nữa. Thì hợp tác xã của chúng tôi là ở trên vùng cao, thì để tiếp cận cái thị trường thì chúng tôi cũng qua sự hỗ trợ của các cấp chính quyền ở địa phương, ví dụ như đi trưng bày các sản phẩm như các hội nghị này, xong là những cái hội chợ, thì chúng tôi cũng được tỉnh, huyện hỗ trợ hợp tác xã đi trưng bày những cái điểm đấy ạ. Bình Phước là nơi có thổ nhưỡng thích hợp, có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây điều và được xem là thủ phủ trồng điều, khi chiếm gần 50% diện tích và hơn 54% sản lượng điều của cả nước. Hạt điều Bình Phước có ưu thế vượt trội về chất lượng so với hạt điều nhập khẩu, đã góp phần đưa cây điều trở thành cây công nghiệp thế mạnh, đem lại giá trị xuất khẩu cao, trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh trong những năm gần đây. Chúng tôi đã đồng hành với bà con nhân dân của Bình Phước, từ đồng bào thiểu số cho đến đồng bào dân tộc Sơ Tiêng, thì chúng tôi đã từng gắn bó nhiều năm là giao kết với bà con. Khi mà mùa mưa đến, những cái khó khăn của bà con chúng tôi chia sẻ. Và khi mà được thu hoạch thì chúng tôi cùng bà con gánh vác cái trách nhiệm này để đưa điều về nhà máy, trữ nguồn nguyên liệu đúng nguồn của Bình Phước, để như thế là tạo công ăn việc làm cho
cho bà con sau những ngày mưa và sau những ngày thu hoạch. Vì bà con của đất Bình Phước chỉ có điều là nguồn thu hoạch chính. Thời gian qua, ngành công thương luôn tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm cho người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Bộ Công Thương đã cùng các địa phương luôn nỗ lực để sản phẩm được quảng bá rộng nhất có thể, được nhiều đối tác tìm đến. Những hoạt động hỗ trợ thiết thực này đã tạo hiệu ứng tốt, sản lượng tiêu thụ nông sản của bà con tăng qua các năm và có mặt cả ở những hệ thống phân phối lớn cũng như xuất khẩu ra thế giới.